Hello anh em nhé, chào anh em nhà mình đến với video tiếp theo của mình. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ, à buổi trưa vui vẻ nhé. Đấy, nay lại lên kèo buổi trưa trong nhà mình với số vốn là 40 triệu. Rồi, xem mình có nhân vốn thành công không em nhé. Anh em cùng theo dõi video của mình này. Ai da, mọi hôm thì mình làm cầu kèo vào 2 giờ cơ. Nhưng mà nay mình thử thay đổi giờ xem có thay đổi được cầu, thay đổi số phận. Xem gọi là có thể chốt lãi nhiều hơn được nữa không anh em nhé. Đấy, nay ngủ đang ngủ thì thằng em nó gọi dậy, nó bảo anh ơi hũ đang tỷ sáu anh có săn không để em nạp tiền vô. Thì mình bảo có, nạp vào đi để anh lên video cho anh em nhà mình đến bắt cầu kèo săn hũ đấy, đánh chốt lại ra. Mà hôm nay nếu mà không nổ hũ thì cũng phải chốt lại ra 10 đến 15 triệu thì mình mới dừng anh em ạ. Đấy, tay đầu đi số 4 5 củ khoai cho em nhà mình luôn này. Tay đầu mình đi số 4 5 củ khoai luôn anh em nhá. Cứ thế thôi đúng không nhỉ? Anh em ơi, đi từ từ bình tĩnh tự tin. Là húp 1 2 rồi, tiếng đầu. Vậy đã húp tiếng 5 triệu, cực kỳ là đơn giản, cực kỳ là dễ dãi luôn này. Đấy, chỉ cần thả nhẹ tiền xuống là ăn thôi đúng không anh em ơi. Thế cầu này anh em nhìn giúp mình là đang đi thế cầu 33 đúng không? Đang đi trong cái thế cầu 33 thì mình gọi là cứ theo cầu nha anh em. Theo cầu cái này. Đấy, vừa ăn tiếng 5M để có lấy cái bàn đạp để đi lên thì tình hình tay này là mình sẽ đánh lại từ từ. Đấy, một tay đã lãi ra được 5 triệu thì ăn về được là 4.750.000 thì tay này mình sẽ vô là 2.750.000. đấy, mình không đánh hết số lãi anh em ạ. Mình không đánh hết số lãi, anh em biết biết mình dạy anh em như nào chưa? Cứ tay đầu kết thì anh em phang to để mình đi trên cái số lãi mà mình vừa ăn ra. Đấy, để mình đi trên cái số lãi mình vừa ăn ra thôi. Chứ đừng để mà ăn một tay lãi khoảng tầm 5 đến 10 triệu anh em lại đánh hết số lãi đi thì không nên anh em nhé. Đấy, mình để chỉ lấy số lãi để bật làm bàn đạp để mình đi lên từ cái số lãi, mình không phải động vào số vốn nữa. Thế là mình an toàn về số vốn, an toàn tất cả về mọi mặt. Đấy, lúc đấy anh em nhà mình tinh thần thoải mái, soi cầu này sẽ khác luôn anh em ạ. Đấy, rồi này, cầu này thì chả có gì đáng nói đâu anh em ạ. Đấy, cầu này không có gì đáng nói thì cứ theo cầu đã anh em. 2M38K này, 2M3 nhá, 2M3 anh em nhá. Tiếng này vào 2M3, 63K, tài, tiếp tục là con tài anh em ạ. Đấy, trong những con game tài xỉu, trong khi anh em chơi con game thiên đường trò chơi và tất cả mọi con game thì mình không biết chúng nó các con game khác bịp hay không, nhưng mình khẳng định với anh em nhà mình là con game thiên đường uy tín 100%, không có bịp anh em nhé. Trong khi anh em muốn học hỏi nhiều cầu đúng không, học hỏi nhiều cầu, mình cũng lên nhiều cầu cho anh em nhà mình, nhưng mà mình khuyên thật anh em là anh em mới chơi đến tài xỉu thì anh em nên học hỏi 2 đến 3 dạng cầu thôi. Bởi vì sao? Bởi vì học nhiều cầu anh em chưa va vấp đủ kiến thức ở trên con thiên đường trò chơi thì nó sẽ bị loạn cầu và dẫn đến thua anh em nhé. Đấy, rồi giờ này theo cầu thì cầu gãy, giờ này bỏ cầu cầu theo cầu thì cầu lại gãy anh em ạ, đụng mẹ nó. Đấy, trong cái thế cầu này thì khá là nhiều anh em bị như vậy đúng không? Thì lúc đấy thì mình cứ nói thật là trong cái lúc hoảng loạn thì mình phải giữ bình tĩnh, không được cay cú. Đấy, cay cú là mình đánh mất đi bản thân. Cái cú là mình đánh mất đi bản thân là và mình tụt dốc không phanh, khẳng định với anh em nhà mình là tụt dốc không phanh luôn. Đấy, tiếng này mình vô 5M này, bắt quả cầu 11, chiến của cầu 11 luôn này. 8 8, anh em nhìn này, 8 gãy, kép 8 nó mới ở thôi, còn một mình con 8 này sẽ phải gãy anh em nhá. Mà trước đó còn có tài 14 thì pha này lên con tài 11 là hợp lý anh em ạ. Đấy, cái thế cầu xí ngầu này thì sẽ lên con tài 11 anh em nhá. Rồi, anh em mình cùng theo dõi xem tiếng này có ra tài không nào. 7 đến 80% nó sẽ ra con tài anh em ạ. 7 đến 80% nó sẽ ra con tài thôi. Đúng không nào? 6 này. Ôi, 3 con 6 à? Đấy, 7 đến 80% nó ra con tài, chuẩn chỉ cầu tài chứ anh em ơi. Đụng má nó, nạn 2 con 6 thì tưởng 3 con 6. Khá là phí đúng không? Chắc là nhiều anh em nạn giống mình ấy. Nhiều anh em nạn giống mình vào trong cái giây phút đấy thì hồi hộp đúng không nào? Nhưng mà mở bát ra thì là con 1 anh em ạ, đỉ con mẹ. Đau thật sự luôn đấy. Thì cầu này thì mình chiến vào cầu 11 nhá. Đấy, cầu này mình thử đi trên cái thế cầu 11 xem chốt lãi được bao nhiêu, và thế cầu này đi xem nào.
Thế cầu này mình đang đang nghi nó sẽ đi dạng dài anh em ạ. Đấy. Thế cầu này mình sẽ bắt là về dạng dài nhá. Về độ, về mặt tinh thần lẫn thể chất thì mình sẽ bắt cầu này cầu 1-1 dài. Đấy, trước có 3-3, đi được 3 cặp thì pha này ít phải lên được 6 phát 1-1 anh em ạ. Đấy, ít phải lên được 6 phát 1-1 anh em nhá. Đấy. Thường nhá, thường cầu 3-3 thì không bao giờ ra cầu 1-1 đâu anh em ạ. Thường có 3-3 sẽ không ra cầu 1-1 đâu. Nhưng mà cái lệnh hôm nay thì ra cầu 1-1 rồi anh em ạ. Thì thế cầu này mình sẽ bắt thử thế cầu 1-1 dài xem có không ạ. Rồi, nặn 3-1 thì nói chung là nặn 3-1 thì không cần nặn nữa anh em ạ. Đúng không nào? Anh em biết đấy, nặn tài thì 6-4 là không cần nặn, nặn xỉu thì 1-2-1-3 là ok đúng không? Đấy, đơn giản vậy thôi. Cầu này xỉu 10 6-3-1. Rồi. 2M thôi anh em ạ. Tầm này cứ đi đều tiền cái đã. Tầm này cứ đi đều tiền vui vẻ cái nào. Buổi sáng thức dậy làm vài tay tài xỉu cùng anh em đúng không? Cứ thế thôi, ngày nào mình cũng lên video, anh em đăng ký kênh để theo dõi video của mình nhiều hơn và biết nhiều loại cầu hơn nhá. Nhưng mà khuyên thật anh em nào mới chơi ấy, thì nên biết 1 2 đến 3 dạng cầu thôi, đừng biết nhiều. Biết nhiều thì lúc đấy anh em chưa va vấp nhiều. Gặp những cái trường hợp cầu chưa gặp bao giờ mà anh em lại cứ phán trong 2, 3 đến 4 trường hợp đấy thì nó sẽ ra con tài anh em nhé. Đấy. Rồi, tiếng này mình sẽ vô con tài. Nhiều anh em có kiểu là pha này soi ra xỉu rồi nhưng mà lại cái đi đánh tài cơ. Thế mới lạ. Đủ ma nó. Đánh tài nặng đôi 1. Anh em ạ, đánh tài quả này nặng đôi 1 luôn ạ. Xỉu 4. Thế là cầu này đã không như mình dự đoán và không theo công thức của mình là nó đi theo cầu dài rồi đúng không? Rồi, thì tiếp tục anh em nhé. 3-1-1-3 3-1-1-3 xỉu 4 này. Làm tay 2M này anh em. Làm nốt tay 2M. Đấy, được thua tay này mình cũng xin phép anh em nhà mình là mình dừng lại video tại đây anh em nhé. Đấy. Được thua chắc mình cũng nghỉ thôi anh em ạ. Mình chốt lãi cũng nhẹ nhàng 10M rồi anh em. 1 tay, 2 tay, 3 tay, 4 tay, 5 tay, 6 tay, 7 tay. 7 tay thì mình đang ăn ra là 1, 2, 3, 4. Nếu mà tay này thua là mình thua 3 tay và ăn ra 4 tay và lại ra được 10 triệu anh em ạ. Đấy, rực rỡ chưa nào? Tiếng này khá là nhiều anh em bắt con xỉu 4 này, khá là nhiều anh em bắt lên con tài đúng không? Nhưng mà nó cũng tùy trường hợp thôi anh em ạ. Vừa ra 1-1 thì làm sao mà lên được con tài nữa đúng không? Ôi giời ơi, nặng gọi là nặng 1-2 thì hút luôn anh em ạ. Vậy là buổi sáng, buổi trưa gọi là mình chốt lãi thành công nhé. 10:28 chốt lãi thành công 13 triệu 900. Vậy là đạt thành công rồi. Hẹn anh em ở live video tiếp theo. Bye bye.